này là ngày 10 âm lịch, 10 tháng Giêng. Đó, mẹ mình đang nướng cá lóc để cúng vía ông thần tài thổ địa. Đây là ngày vía thần tài nha cả nhà. Đây, cây đào mùng 10 Tết đây. Còn rất là nhiều hoa luôn, còn một số nụ là đang nở nữa. Có bao nhiêu nụ là nở hết luôn. Nở từ 28-29 tới giờ. Cái dáng này là dáng long đó. Rồng bay đó. Dáng này là dáng rồng bay. Quá trời bông. Từ gốc tới ngọn luôn. Cũng héo nhiều lắm rồi đó. Mấy cái bông nở trước nó héo nhiều lắm rồi đó mà vẫn còn. Đây là cá lóc nướng. Tini đi nó nằm nó coi mẹ nướng mà nó liêm diêm ngủ luôn rồi kìa. Mặt nó kìa. Tina đâu rồi? Tina. Tina, Tina. Tina. Tina đâu? Tina đâu? Tini vào. Mình vô. Đây là cái thịt luộc với lại tép với lại trứng nè. Rồi chờ cá lóc lên là sẽ cúng. Tina. Đây là có bông đồng tiền nè, trái cây. Thấy dắt xe đó, thấy dắt xe leo lên chết rồi, té rồi. Thấy ngoại dắt xe cái nhóm nhóm này leo lên nè. Bị dụ mấy lần rồi giờ hết hết lên rồi đó. Đi đâu vậy hả Tina? Tina đâu rồi Tina? Ngồi đây làm chi? Tina xuống. Tina đi xuống. Kêu không nghe giả điên luôn. Đi xuống. Xuống này. Không chịu xuống lì kìa. Ngoài đi chảy sai cái xe ra nó đi xuống. Lì đó, đó. Lại nhảy lên. Ừ. Biết đi nó đòi đi nè. Ngoài chảy sai cái xe ra thì nó xuống. Xuống. Nhất định không rồi đó đó không? Đâu có ai đi mà đòi theo đâu, mình ngoại đi đòi theo à. Lì dễ sợ. Rồi. Đi dắt xe vô hồi khóc xuống. Sáng là ngồi im đó không chịu xuống luôn hả? Rồi xong. Rồi, xong rồi đi mình đi. Rồi xong, thấy không đi rồi hồi tót xuống. Xuống đi. Tina. Xuống đi. Xuống đi. Mặc lì. Mặc lì. Ngồi hoài luôn. Xuống đây. Xuống đây biểu. Xuống đây biểu. Nhớ lại. Trời ơi trời đi. Lì dễ sợ luôn. Không xuống luôn. Bình thường là nghe lời lắm mà giờ lên xe ngồi vậy đó. Anh thấy nhấp nhổm nãy giờ dắt xe ra mấy lần rồi đó. Cương quyết. Còn anh này là đâu có biết đòi theo đâu. Nhỏ anh lớn không có cho đi chơi bởi vì không có đòi. Em kia là được đi chơi hoài, đòi hoài, đòi đi đó. Chị nè, xuống đây. Chị nè, xuống đây đi, không muốn đi đâu. Xuống. Ngồi hoài luôn. Cái lần được nha mẹ. Cái gì ngồi đó mày chờ tới mai luôn. Mai đi nha, chờ tới mai đi nha. Lì kìa, đó, không chịu xuống là ngồi đó kìa. Ngồi chạy đi chơi nè. Trời, làm reo đó kìa. Cương quyết ngồi đó, không xuống. Thôi đi vô đi. Vô nè. Đó, giờ mới chịu vô nè. Trời đất ơi, lên xe nữa rồi nè. Cương quyết là phải đi. Cho ngồi tới chiều luôn nha. Nha, cho đừng ngồi tới chiều luôn nha. Ai đi đâu mà đi. Tay đây. Bắt tay. Đưa bắt tay. Đưa bắt tay đây nè, đây. Ngồi xuống.
ngồi xuống đưa tay ra bác. Lên đó kéo ra để cho con này bú hết luôn, liếm 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 cái chén luôn thì mình đi á, hết luôn. Cành cành xe phóng lên nữa, không có ai đi, đi đâu, xuống, không có đi đâu, đi xuống. Này nắng nó cháu mắt nè, thấy không? Ừ. Còn mình vậy chị ha, đeo dính à, cái mắt chuẩn bị cúng sắp tay nha chị. À chị vừa đớp xong hả? Dạ em, dạ em còn đang đứng cả tí xíu rồi xong. Đi ra, đi ra. Ừ, mua tiện nhỉ, em lại không mua, em ở nhà có sẵn cho tụi em nướng luôn. Dạ thôi được rồi chị, để em thông báo với các bạn. Dạ rồi, đoán sức, đoán sức sức khỏe đi chị. Long anh ngồi đi. Chị ha, đã lúc nào là còn được thì em nói. Chị ha, khỏe nha. Bye bye chị. Còn đâu còn pin không? Hả? Còn pin không? Sự lập công nữa sợ. Ra ngoài đi, chạy ra ngoài sửa đi. Ta chưa vô tới nhà mà mới đặt. Sáng sửa đi, đi vô, đi vô, đi vô. Đi rồi, đâu ạ? Đi nè. Đi bốc á. Giá bộ ha. Ừ. Giờ này tự động ra đường ha. Tiếng ra chửi ha. Rồi kiếm, kiếm ở đâu. Con này nó cũng được 3-4 tuổi thôi, có cao không con này. Cái tướng nó nhanh nhẹn, cái kiểu nó nhanh nhẹn là nó nhanh nhẹn lắm chứ không phải. Nhưng mà sao bú mối gì lè xè. Thì nó mới đẻ, mới đẻ mà. Nó chưa rút lại mà. Đây nè. Em này mày bị người ta bắt đây nè. Đó. Em về đây thì mắt bị hư mù đục. Hết một bên, đục thì phải nhỏ mấy bữa này. Nay bớt bớt rồi. Mọi người ngậm sồ xè thấy ớn luôn. Xấu xí lắm nè. Không tót lên xe ba mình ngồi cái phải chở về luôn, phải giải cứu luôn, giải cứu thú cưng luôn, giống ai hết trơn chứ ai mà lựa mà con xấu quắc vậy đâu mà lựa, cái tội nghiệp quá đem về cứu luôn chứ sao vậy. Xong rồi ha, chín rồi ha, mẹ lấy áo hết trang rồi làm sao mà nướng thịt. Cho vào để tàn hết rồi cho nó cháy nổ. Này đúng là có vitamin A cho nó uống hả? Vitamin A của em bé ha. Sao mua được? Con nhìn chừng lắm. Đi ra tránh, đi ra tránh, đi ra tránh chỗ bà ngoại này.
Tina đi ra cho thấy nha. Con nào lại là bị đòn nha. Tina đâu? Tina. Tina. Có rớt rượu không ba? Nghe rớt rượu. Cúng ông thần tài xong rồi sẵn còn bếp than, cái mẹ đem khô mực ra mẹ nướng luôn nè. Đi ngay ra ngoài. Đi ra ngoài kia. Ê dạ, à, dân con mực, dân con mực. Kẹp nó lại mà, sống kẹp lại. Sống kẹp cái đó lại. Từ từ mẹ. Xếp hai con ra kẹp lại. Xếp hai con thì bỏ cái râu nó ra cái được. Để cái râu hai bên kìa. Cái râu nằm ở hai bên. Giờ nó cong rồi đâu có xếp rồi nè. Còn lấy nang ơi, chị Mì ăn kìa. Ừ, thơm quá cái này ơi. Quá thơm, quá thơm. Rồi, hết nhà chưa ấy đốt giấy tiền nè. Hóa vàng đi. Cho con hóa vàng nữa. Đi. Ấy ra từng tờ đi con. Thì nó chỉ lớn thôi. Ba xuyên. Ba
rồi, lũ lớn. Xé cái bịch vàng này ra cho mẹ coi. Thôi được rồi, vũ ra được rồi. Xong rồi. Ủa, nhà mình đã cúng ông thần tài mới để xong nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo của mình nha. Bye bye. Bye bye.